chào các bạn. Giờ đang là lúc 10 giờ sáng ngày 20 tháng 1 2023, tức ngày 29 Tết Quý Mão, tại Cung Cá Heo, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Không khí chuẩn bị đón Tết của người dân Hạ Long thật rộn ràng, sôi động. Đây là những âm thanh, hình ảnh thực tế, mời các bạn trải nghiệm và cảm nhận. Beep, beep, beep.